Mừng qua đây. Ôi đẹp bên nào cho Mừng. À cái Mừng ngồi đó rồi. Người. Mừng qua đây. À Bang. Bang đi Bang là quen rồi ơi. Mừng qua đây. Em ngồi để mình chụp ảnh đây. Đang sợ rít run lên này này. Nếu dùng cái gì là chả sợ vợ thế nào. Đấy, cũng mày phải đi. Chỉ có nghe thôi. Cứ nghe thôi.
chỉ có dạ thôi. Không phải sợ vợ mà coi như vợ mà lường cái là đi chỗ khác nhanh được chưa? Vợ thì được. Táo thì bố mẹ táo là một ra số một, còn cho mặt em số mấy? Em là một lợn, bố anh là một nhỏ. Vậy các cụ bảo nhất vợ nhì rời phải tam tao tứ bố, thế coi như là thôi, như là các coi như là các cụ đã có câu ấy rồi thôi, thì coi như là cứ coi như là cháu một lợn đi. Ăn sau càng ăn nhiều. Ăn xong mở cho con cháu cháu lên như này. Anh nhà anh nữa, anh nữa tiếp tục cái đấy nhỏ. Anh bốn anh em mình đây. Em bậc kiện hệt. Bác thêm tí nữa. Anh Bình gọi điện về. Không, không, không phải ông ba. Chào tối với nhà lai giảng này. Mình đau đau mình đau hả? Ông B. Không được bóng nhưng mà khỏe là lúc đầu như thế. Thật thương là giao thương vừa rồi chứ, cái chạy 10 cây, còn 2 cây rồi là không chạy. Đó là những cái điều chứng mà có thể là gì, bảo trưởng con cháu yên tâm, một là chết, hai rồi là chưa chết. Thằng lớn tuổi, thằng lớn tuổi, ông thằng lớn tuổi. Theo thấy bỏ, theo thấy bỏ nhá, đi gặp cửa đường thôi, ăn uống không hành, chỉ biết chỉ thôi, nó bảo chứ ông không, ngồi đây tôi nói ông có cái. Thế anh nói cái gì nói nó, anh nói coi tượng nhân thiên bảo cái gì, nếu 30 vừa rồi mà ông không có chuyện gì cả thì ông còn sống, mà nếu 30 mà chết trước 30 rồi thì coi như là thôi. Thế có nghĩa là bây giờ là trăm tuổi ạ? À? Yên tâm. Yên tâm, cái đó là mất thái rồi chứ cơ. Bảo cháu nói là cứ yên tâm, là bắt tuần vào. Mình nghĩ là gì? Mình sẽ không rạn cái là nhau. Nhưng mà được tự do làm kinh tế, làm giàu vào. Anh thế này chứ anh thua chứ gà. Chưa bao nhiêu mà cái anh ở bên trên nó có anh gấp 5 gấp 10 thế này nữa. Cho nên mình nghĩ là... Tốt, mình nghĩ ông nó đổi mới rồi đó. Giàu đi nó đổi mới đó. Thôi kiện thế này. Thế tham ô rồi. Mình nghĩ là cho đề bố đổi mới rồi. Đổi mới rồi. Phải rồi đó. Ừ, nó cảm ơn ông mà giao đi cái gì đây. Nhiều cái gì
Ở đây, ở đây. 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 Ở đây.